Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh Lê Thanh Đông cùng cơ quan chuyên môn huyện vừa tiến hành khảo sát địa điểm xây dựng trạm cấp nước sạch tại xã Nhân Qua Lập. Tại buổi khảo sát thực tế, sau khi xem xét các điều kiện dân cư xung quanh cũng như nơi đặt trạm cấp nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyện Lê Thanh Đông cho rằng việc xây dựng trạm cấp nước tập trung liên xã Bắc Hòa, Nhân Hòa Lập, Tân Lập là nhiệm vụ cấp thiết cần sớm được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân. Đồng thời, ông chỉ đạo ngành chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cơ sở hạ tầng, đối với xã Nhân Quà Lập nhanh chóng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để sớm thi công công trình. Được biết trạm cấp nước tập trung liên xã Bắc Quà, Nhân Quà Lập, Tân Lập có vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 6 tỷ đồng, vốn đối ứng quyện 4 tỷ đồng. Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, khả năng cung cấp nước sạch cho trên 1.000 hộ dân các xã Bắc Quà, Nhân Quà Lập, Tân Lập. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào quý 2 năm 2020 và hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Địa điểm xây dựng trạm cấp nước là tại cụm dân cư vượt lũ ấp nguyễn sơn xã nhân hòa lập